Chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học môn tiếng Việt lớp 2. Chủ điểm: ông bà yêu quý. Bài: cô chủ nhà tí hon. Tiếng 4: từ chỉ hoạt động. Câu kiểu: ai làm gì. Trước tiên chúng ta sẽ vào phần khởi động nha các em. Mời các em hãy cùng nhau nhìn lên màn hình. Chúng ta sẽ cùng nhau bài hát. Nội dung nó có liên quan tới ông bà và các cháu. Qua bài hát thì chúng ta thấy được tình cảm rất là dễ thương giữa ông bà và các cháu. Thì bài học hôm nay cũng liên quan tới ông bà, ba mẹ và các cháu. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập đầu tiên nha các em. Tiếp theo tiết học trước, chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập số 3. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong tranh. Ở bài này chúng ta sẽ tìm từ ngữ nha các em. Chỉ hoạt động. Các em hãy quan sát bức tranh và coi trong bức tranh có những ai. Trong bức tranh này thì gồm có là ông, bà, mẹ, ba, bé gái và bạn trai. Chúng ta hãy quan sát bức tranh để thấy những người này đang làm gì đây. Thì mời các em suy nghĩ. Các em đã có câu trả lời chưa? Thì ở đây ông đang bắt sâu. Thì thầy có cái từ là bắt sâu. Từ chỉ hoạt động của ông là từ bắt. Bà đang làm gì vậy các em? Thì bà đang cầm rổ. Thầy có từ ngữ là cầm rổ. Từ chỉ hoạt động là cầm. Mẹ thì hái hoa. Thầy có từ ngữ là hái hoa. Và từ chỉ hoạt động là từ hái. Ba đang tỉa lá. Thì thầy có từ ngữ là tỉa lá. Và từ chỉ hoạt động là tỉa. Còn bé gái thì đang ngắm hoa. Và từ chỉ hoạt động là từ ngắm. Bé trai thì bắt bướm. Từ chỉ hoạt động là từ bắt. Bây giờ thầy mời các em tìm số. Tìm thêm một số từ ngữ chỉ hoạt động. Các em thấy trên hình có một bạn đang làm gì đây các em? Bạn đang bơi lội. Còn hình này từ chỉ hoạt động là gì các em? Đá bóng. Còn con chim tại bàn này thì từ chỉ hoạt động của nó là gì các em? Bay lượn. Thầy mời các em cùng nhau đọc lại những từ chỉ hoạt động chúng ta vừa mới tìm thêm được: bơi lội, đá bóng, bay lượn. Ở bài tập 3, chúng ta đã tìm những từ chỉ hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những từ chỉ hoạt động này để đặt câu và trả lời câu hỏi về hoạt động của 1 đến 2 người có trong bức tranh ở bài tập 3 nha các em.
Bây giờ thầy sẽ làm mẫu cho các em câu đầu tiên. Thầy sẽ chọn hình bức tranh bố. Thì thầy sẽ đặt câu hỏi là bố làm gì? Và thầy sẽ đặt câu trả lời là bố tỉa lá cho cây. Bây giờ thầy mời các em làm vào phiếu, sử dụng những cái từ ở bài tập 3 để đặt câu và trả lời những câu hỏi về những hoạt động của người có ở trong bức tranh ở bài tập 3. Thầy mời các em xem thêm một số câu hỏi và câu trả lời. Mẹ làm gì? Mẹ đang hái hoa. Bé trai làm gì? Bé trai bắt bướm. Thầy lưu ý với các em khi đặt câu hỏi thì cuối câu hỏi ta phải có dấu chấm hỏi. Ví dụ như ở cái câu bé trai làm gì thì cuối câu này ta đặt dấu chấm hỏi. Và khi trả lời thì cuối câu trả lời chúng ta sẽ đặt dấu chấm. Ví dụ như là cái câu thứ hai bé trai bắt bướm thì cuối câu này ta đặt dấu chấm. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Vận dụng. Hãy tưởng tượng mình là bạn nhỏ trong bài Cô chủ nhà tí hon để viết lời cảm ơn ông. À, thì ông đã khen cái bạn gái đó là cô chủ nhà tí hon. Thì bây giờ mình tưởng tượng mình là bạn gái đó. Vậy bây giờ ta hãy viết lời cảm ơn ông như thế nào nha. Thì lưu ý các em là khi các em viết lời cảm ơn thì phải có từ ngữ xưng hô, lời cảm ơn phải lịch sự và nêu lý do cảm ơn và cảm nhận về cái câu mà người ta khen ngợi mình nhé. Bây giờ thầy mời các em làm ra giở bài tập. Bây giờ thầy mời các em nhìn lên màn hình xem thầy làm mẫu nè. Cháu cảm ơn ông rất nhiều vì gọi cháu bằng cái tên thật thú vị và đáng yêu. Cô chủ nhà tí hon, cháu cảm thấy rất vui và hào hứng. À, ở đây thì các em thấy thầy đã làm cái bài và viết lời cảm ơn ông á, thì nó có đầy đủ ha, có lời cảm ơn, cái lời xưng hô là ông và lời cảm ơn rất là lịch sự. Rồi, cũng có nêu cái cảm nhận là thấy vui và hào hứng nha các em. Thì các em theo dõi, các em quan sát cái bài làm mẫu của thầy để các em thực hiện cho tốt hơn cái bài làm của các em trong giở bài tập nha các em. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở tiết sau.